Hai, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ nói về tê tê quách. Có nhiều bạn hỏi mình á, tê tê quách khi nào đẻ, mà mùa sinh sản là bắt đầu từ khi nào, và cách nuôi tê tê quách sinh sản như thế nào. Thì bữa nay mình sẽ giải thích hết cho tất cả mọi người nghe. Đó là tê tê quách á, thường thường nó là sinh sống theo bầy, nhưng mà đến khi mùa giao phối á, thì nó sẽ là tách riêng ra từng cặp nó ở, và cái khu vực của nó ở rất là rộng, khoảng có thể 1.000 mét vuông hoặc là có hơi cả 1 mẫu. Mặc dù nó sống theo thành bầy nha, nhưng mà đặc tính của nó là khi mà nó đã bắt cặp rồi thì nó rất là chung thủy nha, ở là không ở với con khác. Và mùa sinh sản của nó bắt đầu khi nào á, là bình thường á, là mùa sinh sản của nó sẽ bắt đầu vào lúc khi mà trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đầu tiên, có thể còn hay gọi là mưa đầu mùa, là khi đó là lúc đó là mưa sẽ mưa do sau khi mùa khô á, thì mùa khô đó đi ha, nó là nước không có thì nó không đủ điều kiện để nó sinh sản, cho nên á, là cứ mùa đầu mùa mưa xuống là có những nơi á, nó sẽ ngập nước, lúc đó sẽ có đầy đủ điều kiện để cho nó sinh sản, là có nước nè, khi mà cần mưa xuống thì có cây cỏ rồi mọc lên, thì lúc đó sẽ có côn trùng rồi rất là nhiều. Còn cái giờ mà sinh sản thì nó rất là dễ, khó nhất là cái khâu chọn chọn chim trống và chim mái. Thì chim trống và chim mái hiện tại giờ mình không bắt được, cho nên mình không hướng dẫn được các bạn là cách phân biệt chim lớn như thế nào, nhưng mà chim con rất là dễ nhìn. Thì chim con mình đã có làm một cái clip là hướng dẫn các bạn là nhìn trên cái đầu đó. Cái đầu con nào mà tròn bằng á thì là con trống, mà con mái á thì nó sẽ nhô cao lên, cái đầu nó nhô nhú nhú nhú, nó không có bằng như y như cái tai mình thấy không, bằng nè là con trống bằng hết nha, cái tự nhiên không, nó nhô lên một cục ở ngay chính giữa này nè, thì nó sẽ là con mái. Hiện tại cái chuồng của mình, AB của mình á, thì nuôi rất là nhiều con, trong đó có một cặp tê tê quách, thì năm rồi thì nó đẻ được 2 lứa, thì mình cũng có làm clip cho mọi người cùng xem rồi đó. Thì bây giờ thì mình sẽ để máy ở đây cho các bạn xem con cặp tê tê quách của mình nó sẽ vận động như thế nào ở trong cavity của mình. Cavity của mình thì chắc cũng tầm hơn 30 mét vuông à, mà có thể nó sinh sản được trong khoảng chừng 15 hoặc 20 mét vuông là bình thường, không sao á, chỉ là mình chọn đúng cặp hay không thôi. Hiện tại thì mình chỉ còn 2 cặp thôi, thì một cặp bên này thì rộng hơn, còn cặp bên kia mình nuôi cái AB nó nhỏ xíu à, khoảng 10-11 mét vuông. Còn AB bên này thì mình nuôi rất là nhiều chim, cu gái, tê tê quách, khang, một cặp hang, một cặp lửa, một cặp chớp, khi một cặp khanh tước nữa. Giờ thì mình các bạn chúng
nãy giờ mọi người chắc cũng thấy là cặp tai teo của mình nó hoạt động ở trong này như thế nào. Bình thường á, lửa than hay là bất cứ chim gì hết là chỉ cần chim căng là có thể đẻ, nhưng riêng tai teo quách là chỉ cần đổ mưa xuống thì nó mới bắt chịu bắt cặp, dù cho ăn màu cỡ nào hay là bổ sung canxi hay bất cứ cái gì cũng vậy, nó không như mấy loài chim hát, nó phải đổ mưa xuống nó mới có mùa đẻ. Thôi mình kết thúc video ở đây, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của mình. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh cho mình và chia sẻ, rồi khi nào mà đến bắt đầu mùa mưa thì mình sẽ đi tìm tới đây quách con, mình sẽ đăng lên. Chào tạm biệt tất cả mọi người.